Sao nhìn nó hơi dễ thế này Một phát À, à từ từ Hai phát Ba phát, bốn phát Wow Wow không biết chuyện gì hết nhưng mà rất là đơn giản <laughs> quy đi bừa thôi không có tính toán hay suy nghĩ gì hết nhưng mà ăn được rồi nếu mà muốn mua robot giá rẻ uy tín và nhanh chóng có thể đến với robot việt ngoài ra khi mà bạn nạp tiền bằng ngân hàng hoặc là bằng quý momo thì sẽ được cộng tới 22% mươi hai lận chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Quý Trần Gamer Hôm nay chúng ta lại đi bắt con Pokemon nha Trong game lớp mình uh, Agassi gì đó. đó Thì cái con của tôi nó sắp lên level 18 rồi anh em Rồi đây, tiến quá rồi Tăng 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 Có cancel nè Vô, bại lên Biến hình Rồi tiến thành, tiến quá thành cái trứng rồi à, Tiến hóa thành một cái Pokemon thành trứng toàn do Không, bây giờ mới tiến hóa bùm nó ghê chưa hồi nãy đi bốn chân tiến hóa xong là thành hai chân cái bụng mình trước hơi bự một xíu nha con này uống bi hơi nhiều hay sao bụng hơi bự rồi tiến hóa thì anh ấy sẽ mạnh lên chắc chỉ số sẽ được tăng lên và có thêm kỹ năng mới à, giờ mình sẽ chọn cái kỹ năng quên radius fork gì nè rồi tôi sẽ bỏ thì kỹ năng bao này luôn nha Đây, sẽ lấy kỹ năng skill của nó à, ok rồi chúng ta đã thay đổi kỹ năng xong rồi rồi, để chúng ta sẽ coi lại cái chiêu uh, ra đi ra đi thì có đó là chiêu gì nha Battle nè bấm vô cái skill nó ta thấy ngay thôi sinh lai 6 ơ phần tu thành later bỏ hoa ánh sáng năng lượng mặt trời gì đó ê, ê, bỏ qua hướng dương vô rồi hút máu đối phương trong hai hai lượt Hình như vậy đó thôi rồi, rồi chúng ta sẽ bỏ qua và đi về căn cứ thôi À, là nó hút máu thụ động chứ không phải là nó đánh Nó không phải là skill đánh nhau Nó hút máu từ từ anh em Rồi tới thành phố thứ hai rồi Bạn nào muốn nếu mà không biết cách tới thì đơn giản lắm Từ cái router một đó Thì chúng ta chỉ việc đi xuống dưới thôi Đánh con Mewtwo Khi mà ta đánh bại con Mewtwo xong thì nó sẽ dẫn một hồi đi lại chỗ cũ Và chúng ta có thể đi qua được cái router 2 Từ router 2 đi tới router ba Thì nó đơn giản thôi chỉ đi thẳng thôi Không có cái gì hết Có router một đi tới cái hai thì nó hơi khó một xíu ấy lộn đúng rồi cái hai tới cái ba chứ nó sẽ có một cái điểm anh em đó là cái con miêu tu đó phải đánh con miêu tu mới được nha không đánh thì nó sẽ nó không cho mình qua cái cầu đâu rồi bây giờ tôi sẽ đi đánh hội quán nha đây hội quán là cái chỗ này anh em tăng 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 hơi bị bự đó thì game này mới vô nó sẽ đúng cút tiện nó sẽ ngồi nó chào hỏi một xíu tôi sẽ đi lấy cái huy hiệu đầu tiên hoặc là lấy cái quần đầu tiên <laughs> chắc không có lấy quần đầu tiên đâu game này mới vô chẳng lẽ nó cho mình đội quần hay sao tôi đã có con tiến hóa luôn rồi mà không lẽ lại sợ nó tôi đem theo ba con luôn anh em rồi, bắt, bắt đầu lại là một màn chào hỏi nói chuyện vài dòng đó, anh ấy sẽ nói chuyện một hồi nó nói cái gì cũng chẳng biết nữa kể đi cũng không cần biết nó nói gì đâu thăm lại con quái kìa đem vẽ quy với luffy bờ lên đây luôn đó rồi đem tôi là sẽ có phát trẻ quy với lại luffy bờ nha vô vô đây anh em để bên tay trái nha sao không cho vô ta đứng nói chuyện với hắn rồi, rồi yes. rồi follow me. vô đây là phòng chờ tập game này nọ muốn đánh á, thì anh em vô trong kia phòng chờ này chúng ta có thể vô trong item á chúng ta cho con quái của mình nó ăn thuốc nha để nó hồi máu lại hồi phòng chờ là như vậy chúng ta sẽ hồi phục quái lại sau khi hồi phục xong thì chúng ta sẽ quay lại đây chúng ta đấm nhau thôi vô, vô vô cứ ngồi chat với nó thôi game này thì lúc đánh nhau nó sẽ chat hơi nhiều phải nói cho này nọ cho nó có cốt điện chứ bây giờ không nói gì có ba vô mà phập 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 không thì nó không được vô Ồ, khán giả cũng hay ít nha vậy à, nó có là được rồi tưởng không có ai luôn đó à, tối mình đi hơi bị sang đó bạn đó có biết lực chưa à, chưa tôi chả biết lực gì ta đó. chắc là vô đập đại thôi đầu tiên là một cái khác đài làm cái gì đây à chơi làm IQ anh em ơi nó phải thử mình IQ à, cái chỗ thời quán nó là ta không đánh nhau với mấy thằng ngu đâu <laughs> cho nên IQ của nó cũng sẽ phải sáng 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 gì đó cái này khỏi đi nó giết chuyện giết mình đụng một cái là nó phải sáng màu lên anh em mình làm cho tất cả sáng màu lên là ok kiểu vậy đó à thì ra là như vậy thằng này đụng thì nó sẽ ngược lại với thằng kia đó, à kiểu vậy à thì đơn giản quá mà đó vậy thôi nó giải mã từ từ nè nó nó không đánh nhau với những thằng ngu nha <laughs> cho nên là nó phải đánh nhau với người ai một xíu nó phải thử thách mình rồi chị ấy đã ra đây à, bay canh he luôn ha vô à, đầu tiên là con chuột lên ta sẽ cử phát lên tắt cái ung tên này để nhìn cho nó gọn rồi bây giờ chiến đấu radio fort chiêu hút máu cái chiêu này nãy mới học nè chưa xài được nè đó trồng một cái cây ở đằng sau con chuột đó thôi mình chưa làm gì hết mình chỉ trồng một cái cây thôi bây giờ mình mới chơi Sine nè một hồi nó sẽ nó hút máu con quái của đối phương từ từ nè ôi mà nó còn sống đâu mà hút dùng thì chia bỏ chạy gì nữa đi thôi tán cái nữa cho nó đi luôn đi ha chiều nào ít ít năng lượng thôi đỡ tốt Ây giờ cũng khá 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 mất máu đó chứ bụp nó lại đây ơi phọt nè nè nó hút máu ngậm <laughs> phát đã chiến thắng và được 88 kinh nghiệm không cần đổi con mới luôn một mình phát chấp hết tôi này à, phiên bản nhỏ phát em bé à. À, đánh với nhau thì mình xài chiêu e vậy được chiêu tấn công nó hơi bị ghê đánh chiêu gió vậy à, nó tán mình không hiệu quả nha nó chưa có học cái chiêu e này mình là phiên bản hai rồi hơi bị mạnh nha bập nó lấy tắt này lên đi để về cho nó gọn hai em lên được 109 kinh nghiệm luôn ốp à con này chỉ có hai đứa thôi hình như là không phải đánh với một đứa đâu ờ tai tay tai. tay ờ không có chi không có chi ở mấy ở mấy zin vít ở mấy zin luôn rồi vô phòng nghỉ ngơi, dưỡng thai chúng ta vô đây chúng ta sẽ thể cho quái của mình à, ăn nè lấy cái hộp này chọn chữ diêu và chọn cái tên à còn lại này chọn diều và chọn tên con quái nó nó sẽ hồi sực hồi heo lại nha hồi máu lại rồi chúng ta lại nói chuyện với con này tiếp đó nè chắc đánh tới ba trận đó dòng hai nè thường đánh là đánh tới ba dòng dòng hai chắc lại là có dòng ai <laughs> quy nữa trắng quy đẩy ra thôi tầng tăng 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 hi anh quy hi rồi bỏ luôn không chát nha e quay phim tôi ít hi lại lắm rồi vô vào 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 dòng hai đã đến lúc bắt đầu vòng 2 rồi lại thử AQ nữa rồi AQ của tôi là từ không tới âm vô cực luôn mà wow bây giờ nó có cái ô đen này nữa ô đen là không chắc là không đi lên được quá Ờ, à, không đi được anh nè. một phát nè hai phát ba phát tôi không nghĩ là nó dễ gì vậy đâu hơ 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 sao ta nó làm mới làm mình rối quá ờ ờ ờ cái thế thì làm sao ta à, nhảy tới một cái nè nhảy tới một cái nhảy tới một cái qua đây ngược trở lại qua đây nó tối hết rồi đó nè nó ơi ơi đơn giản ấy mà <laughs> thì ra là như vậy hả làm tôi hơi bị rối não nha tôi cũng bấm bừa thôi à, hên xui ăn được thì ăn thôi rồi em nào ra đây à, hết đàn bà xong tới đàn ông à vô tóc hơi sững đó em chuột lại là con chuột lên phát đâu một mình phát chấp hết tôi đây. xinê hồi nãy xinê tán một cái là con chuột nó ngẫm rồi giờ cũng vậy ơi, à, ơi con chuột yếu quá một mình nó chấp hết luôn nha anh em nên tiến hóa xong đánh cho nó dễ mấy cái trận này không tiến hóa đánh thua nó cũng hơi nhục thôi chứ cũng không gì đâu đánh lại được thua thì mình cứ đánh lại thôi thua thì vẫn được kinh nghiệm thôi tiếp tục rồi à, ơi đúng món luôn anh em chuyên ngành của ánh sáng luôn bụp <laughs> mình được tăng đam lên nữa mà sợ nó đâu Ý, mới ra tán cái chết queo rồi ôi lên kinh nghiệm hơi nhiều nha đánh cái này chắc phát nó lên được một hai cái cấp nữa luôn á 288 tiền ui quá giỏi anh ấy thật là đẹp trai rồi trận đấu đã kết thúc Rồi vô làm luôn trận thứ ba đi khỏi hồi máu Nãy giờ đánh có mất miếng máu là đâu mà hồi Trận thứ ba lại test IQ nữa chăng Càng quá à Mấy trận sau không biết nó test IQ tới cỡ nào <laughs> Vô 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 Ơi Khán giả giảng đây mong chờ Ơi Quý đẹp trai lại ra đây Xin chào các bạn tôi đã được lên TV rồi Rồi bây giờ là trận đấu cuối cùng Final Lại xuống cái này chắc khó hơn đó Sao nhìn nó hơi dễ thế này Một phát À, à từ từ Hai phát Ba phát, bốn phát Wow Wow không biết chuyện gì hết nhưng mà rất là đơn giản <laughs> quy đi bừa thôi không có tính toán hay suy nghĩ gì hết nhưng mà ăn được rồi <laughs> ăn hơn thôi là chứ không biết gì hết bạn nào không biết thì tôi chậm chậm lại nha tôi cũng không biết đâu rồi rồi đây, 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 chị ấy ra đây rồi ơi già cả gì Mới... còn tẻ mà nó chống gậy đi thế này rồi đã vậy còn bị mù hai con mắt nữa chứ căng quá thời trang này nhìn hơi bị sốc đó nha rồi cho tôi xin cái mì đai luôn nha Nadia ok đánh với Nadia quăng đĩa đi thôi rồi luôn con này là đụng hệ với mình luôn rồi anh em trung hệ rồi khó ăn nha chơi luôn vẫn cứ đập sine luôn 13 à, đập hai phát là nó cũng ngẫm rồi khả năng là ba phát không hiệu quả lắm nhưng mà không sao ấy da không bị dính điện <laughs> tôi sợ cái con đó là nó chơi chi chích điện thôi không có chích điện thì không sao bụp không hiệu quả lắm một phát nữa nó cũng chết à bụp à <laughs> không sao không sao vậy là hội quán này là hội quán ánh sáng rồi nhìn thấy có mấy cái đèn nè chắc hội quán ánh sáng rồi <laughs> mà hội quán nào không có đèn thì nó tối thui sao ta vậy thì thành hội quán bún tối à, hội quán này thì hội quán bún 4... à, ánh sáng à, thôi mình chơi một con mình chơi hoài luôn con này mạnh nhất thôi phát này mà thua là mấy con kia đánh không lại luôn à vậy là cháu thể là nó ba con nó xài ba con này luôn ba con tắc kè bông luôn không chừng nhưng mà những con sau này nó sẽ mạnh hơn ồ không được không ổn rồi để tôi chơi chia hút máu này coi kìa ê ê ê không đủ năng lượng luôn mới ghê chứ à... À, nghỉ ngơi đi ha Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi thôi Nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe 120 luôn, ngon Nó chơi chiêu gì đi Né đầu tấn công Mình có đánh ở đâu mà nó chơi chiêu né đầu tấn công mới ghê chứ Rồi uh, quăng đĩa uh, Hút máu Rồi đang trồng cái cây ánh sáng đó. Một hồi nó sẽ hút máu rồi, tiếp tục, tiếp tục Thôi mình cứ đập đó thôi Chứ nó Nó lại né tránh nữa rồi Mình đánh mà nó né luôn Vậy đâu có túng đâu. Ờ à, đúng rồi, nó đã di chuyển né xong rồi. Chưa hút máu được ạ. À. Uhm, tấn công tiếp. Nó lại né tránh nữa. Ôi, con này nó có thể chiêu né tránh hơi bị ghê. Ủa, sao né né đánh đánh vậy? <laughs> à, hút máu nè. À. Nó không hiệu quả lắm. Sao không thấy tăng máu ta? À, thấy quái nó chết không mà mình không có được máu như tên vậy? Vô, 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 vô. bỏ luôn đi. Một con đánh hoài luôn. À con này là đúng món của mình luôn anh em <laughs> Tán một cái cine là nó xỉn miễn liền Rồi, đúng rồi, lựa con này là cũng chính xác rồi đó Bập, chết queo well luôn, một tán là xong Con ác chủ bài của nó thì chỉ cần một tán thôi Rồi, lên được một trăm ba mấy, lên level 19 luôn <laughs> Ghê, nhận được 900 tiền luôn, hơi bị giàu Bạn thật là đẹp trai, Ôi bạn đã chiến thắng rồi Chúc mừng quý thần gamer đã chiến thắng à, kỹ năng của bạn đã gì gì đó à, không biết nữa tôi xin tặng bạn cái medai hay quá đã được một quân chương lao động này quân chương kháng chiến hạng nhất à, nó nói nó, nói nói chung là khen đó khen tôi đẹp trai thôi chứ còn không gì đâu uhm, đi tới đó nói chung mình sẽ được mình xong cái hội quán này mình sẽ qua được cái cái map tiếp theo cái router tiếp theo nha không đánh hội quán nó không cho qua router đâu nhiều bạn này không biết được vô thì mất công nên là Tôi vừa đi mà để anh em tham khảo luôn Đó, đi ra thôi Giờ chúng ta có thể qua router tiếp theo rồi Mấy này xếp hàng để đánh nhau nè Tôi xong rồi Oh yeah, chiến thắng Rồi đi ra đi coi cái mì đai mình nó ra sao nha Mới ra bắt nói chuyện rồi mấy ông Đã nhiệm vụ nữa, má mi gọi tiếp Vô vô vô, hỗ trợ, hỗ trợ cái gì đó Ôi kệ đi, bấm đại đi, ngồi mình mò nha Rồi giờ sẽ coi lại cái cái lý lịch bản thân anh em ID Tèn tên được một cái mì đai <laughs> Sau khi chiến thắng hội quán xong á, thì chúng ta sẽ có một cái con đường Con đường qua router 4 này nó sẽ mở ra anh em Đây cái cổng qua router 4 này nha Tuy nhiên nó có một vấn đề hơi bị hơi bị to Đó là đây tôi đã qua router 4 rồi anh em Và nó có cái cục này nó che lại nè thấy chưa Không thể nào qua được game này không có nút nhảy đâu Bấm nút nhảy nó không có nhảy đâu anh em Là chưa được nha Chúng ta bấm đây nè nó một cái khối màu đen bí ẩn đó thì chúng ta sẽ phải quay lại đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn qua router 4 luôn nha chúng ta phải quay lại quay lại hội quán anh em Đâu, rồi đây đây đây, đây hội quán đây phải quay lại hội quán nha phải làm xong cái nhiệm vụ nữa thì chúng ta mới có thể uh, đi được đây đây đi theo uh, hướng dẫn viên du lịch chỉ nha uh, bạn đánh xong hội quán rồi bạn qua đó bạn vẫn gặp cái cục đó thôi chúng ta buộc lòng chúng ta phải quay lại router 3 đó quay trở lại quay ngược trở lại nè tiền tên rồi đi vô kiếm hang động nha uhm, nhiều quái vậy màu bên đây tôi thấy khó coi quá màu nó giống giống nhau sao rồi đi 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 đây đây là cái hộp mỏ nha vô hang động này làm nhiệm vụ xong thì chúng ta mới có thể qua được router 4 không là ngồi ở router 3 tới xuống thôi không qua được nữa đâu đây gặp ba anh công nhân sẽ gặp những cái điều bí ẩn gì đó. đó. tôi đang đào thì thấy một cái con nhỏ nào nó nằm trong đó, đó bạn đây là thấy chưa có thể gọi anh đấy gọi cô ấy không sau đó gì đó ờ, chạy chạy không biết nữa tiếng anh chữ biết chữ không chữ nào dịch được thì dịch không được thì bỏ qua wow động pha lê kv đây là kv đó kv pha lê rồi Nhân này đang nhìn cục pha lê tóm lại là sẽ chiến đấu mọi sự nói chuyện thì quy về chuyện là sẽ chiến đấu à bé thỏ à con của mình nó hơi bị ít máu thôi không sao ta cứ hốt bé thỏ luôn bụp còn 30 34 máu Ê, ơi, đánh nhau mà cứ chơi chia phòng thủ như thế này thì làm sao được đập một phát nữa là ngủm này bé thỏ ơi bập xong chắc nó không phải một con đâu nó phải hai ba con đó lên kinh nghiệm rồi, không không cần quái luôn tiếp tục ải à, da con cá sấu hơi bị chua nha Cine con cá sấu luôn con cá sấu 15 là cũng ngang ngang với cái tem hồi nãy rồi bà kia cũng có cái số 15 rồi đó Wow Con của mình nãy giờ không có hồi máu <laughs> Đi lang thang mà không không chịu hồi máu mới ghê hai phát chưa xong luôn Chắc phải 3 hoặc 4 phát mới xong á hai đứa bóng vàng hết trơn rồi Nhưng mà lấy quân mình cao hơn Bụp một phát nữa Đấy da Bập Bật nó đi Đúng rồi Hết năng lượng luôn Nó mà còn máu nữa Thì mình cũng căng đó Ngậm Đoán kinh nghiệm À ờ, máy nữa hả À máy Zin nữa hả Vừa đủ hết năng lượng luôn Nói chung là xong thì chạy ra thôi Chạy ra là qua được lớp B4 Ê, Router 4 chứ lộn Đây là hiện tại mình đã router 3 rồi Rồi Hồi nãy là đi là nó bị cái miếng đen cản cản đó Bây giờ là đi hết bị cản rồi Đây Vẫn còn là thấy không Chúng ta bấm vô bấm vô chúng ta chọn z nè sunin plat nè đó bập 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 kiểu giống như là đốt cháy đó vậy đó xong màn đen đã biến mất và bắt đầu chúng ta sẽ nói chuyện với ba chị gái hai chị gái và một chị trai ui ai mà đẹp trai dữ vậy, vậy chứ không đâu biết ta là bị tầm gamer luôn à ý đánh nhau nữa em chỉ muốn qua router 4 thôi mà em đâu có làm gì đâu <laughs> à, fan cup cho con cúp cúp hình như bóng đêm bóng đêm này ngẫm ơi ánh sáng và bóng đêm khắc chế lẫn nhau nha con nào đánh tướng thì con đó có lợi hơn thôi fan cúp hả một phát là ra đi thôi 125 kinh nghiệm rồi còn nữa trẻ còn dài con nữa vô à, con này lại đúng món của mình luôn rồi lại tăng lên nữa mới đau quá chứ xin tiếp bập tặng tăng đơn giản quá 13 nay mình cài cho một hai con mạnh thôi là mình đánh được rồi mấy con kia để dành lên level cao mình cài sao hoặc cho nó ô dự bị nó sẽ tự động tăng kinh nghiệm tại vậy đó hả hầm hố quá mà vô tán có hai cái là xong rồi khá đơn giản hả à, đổi người nữa hả thầy ơi chẳng lẽ đánh hết ba người luôn ta rồi thí sinh tiếp theo muốn đánh thì ta chiều luôn à con hệ cây à hệ cây thì ta cũng đập luôn e uh, đi ha cây thì không xài siêu sấm xét được Weo, không thấm không thấm lắm à, phùng quăng hai cú ba cú bốn cú năm cú à, uh, liên quan năm cú uhm, cũng hơi bị hơi bị căng đó nha máu mình mất hơi nhiều à bập uh, nó né rồi không đánh được hay ta chiêu này lợi hại ta con này chắc mình cũng lấy biện con quá Nó có những kỹ năng né Đánh với con mạnh đó mình chơi kêu né <laughs> Câu giờ cho cái con của đối phương nó hết Nó hết năng lượng cái mình lấy con kia ra mình đánh Bụp Một phát nữa là em ra đi rồi em ơi Năm cú nữa à? Một cú, hai cú Ba cú Ở bốn à, bốn à Một đoàn nó có bốn máu rồi nên cũng không sao Đoàn nó mà mười máu chắc ra đi á Bụp Em thứ hai đâu, lấy em thứ hai giống vậy nữa chắc tiêu quá. Lên level 20 luôn. Chỉ cần đi đánh nhau thôi cũng lên level rồi. À. phát cái học skill mới. Đó. À. Luster Lord. Sell lái tiền rùm đối tượng hút. À chiêu này mới là chiêu hút máu nè anh em, chiêu này hút máu nè. Vậy là lộn chiêu rồi. À, ha, ha, ha. Ta hút máu rồi ta không có sợ đâu. Nhưng mà mình mình cũng không nên để nhiều cái skill hệ nhiều quá nha. Thôi ừ, quên, khỏi ra luôn, lấy con này luôn. Bấm bừa rồi. Con này hút máu sẽ hơi bị yếu nhưng mà không sao. Hút máu 35 kinh 35 năng lượng. 24 máu đúng không? <laughs> hút lên coi. Út. giờ <laughs> dạ, nó né nó mới ghê chứ. <laughs> lên level 20 là cái con phát này nó sẽ có skill hút máu nha mình hút máu với mình nghỉ ngơi là mình hồi phục sức khỏe là đánh hơi bị lâu đó có thể farm được lâu dài Chứ hết máu là mình hút máu thôi hút thêm 14 máu lên à, lên được 38 máu hút được 14 con <laughs> này không không có không phải là này nè cái mũi tên chỉ xuống nè nè là chung hệ với nhau cho nên là nó không có hiệu quả nhưng mà con khác hệ như gặp con bóng đêm đi hút một cái là hết đống máu luôn đó, cũng được. Làm ăn cũng khá giả đó chứ bộ. Lên được 42 rồi. À, nó đánh xuống lại 40. À, không sao hết, hốt phát nữa là nó ra đi. Nó đập luôn đi. Tại vì không còn đủ kinh nghiệm để hút nữa. Xong. Có chỉ hút máu rồi là pha không dễ. Chúng ta cứ lấy một mình nó ta đi thôi. Gặp con nào cũng hút hết. 448. <laughs> lên. Chưa đủ. Chưa lên level 5 nữa. Oh yeah. Rồi anh chị có thể cho em đi được chứ à Anh à, ấy rất là mạnh Ngoài sự đẹp trai anh ấy còn mạnh nữa Cho em đi đi mấy anh chị ơi rồi, Sao đánh thua bỏ chạy luôn vậy Rồi xong anh em Đã đánh xong rồi Giờ là chúng ta có thể đi qua được router 444 nha Đó Cái gì nữa đây Ở điện thoại nữa hả <laughs> Rồi thì uh, thôi tới uh, router 4 này được rồi rồi video tiếp theo thì tôi sẽ đi tiếp những router sau nha. Bye bye anh em, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.